Tử vi ngày 14 tháng 4 năm 2021 âm lịch. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại chương trình Tử vi hàng ngày của kênh Phong thủy Lộc Tài. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 14 tháng 4 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Qua chương trình, mọi người có thể biết được vận trình, đường công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe, tình duyên của 12 con giáp sẽ ra sao. Các con giáp cần làm gì để có một ngày hanh thông, thuận lợi và may mắn? Kính mời quý anh chị hãy cùng theo dõi. Đặc biệt, để ủng hộ cho chương trình, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh, sau đó ấn tín hiệu chuông ở dưới màn hình để luôn cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng tìm hiểu tổng quan tử vi ngày 14 tháng 4 năm 2021 âm lịch. Ngày 14 tháng 4 năm 2021 âm lịch, tức thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021 dương lịch, là ngày Quý Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Ngày Quý Dậu thuộc hành Kim, khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi Kỷ Hợi, nhờ Kim khắc mà được lợi. Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim Cục, xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần. Các tuổi bị xung khắc với ngày Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu. Các giờ tốt trong ngày: Tý 23 giờ đến 1 giờ, Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Các giờ xấu trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Ngày này có các cát thần là Dân Nhật, Hội Đồng, Minh Vệ, Tam Hợp, Thất Thánh, Thần Tại, Thời Âm, Trừ Thần, Tuế Lộc, Yếu Yên, Đại Minh. Hung thần là Chu Tước, Kề Hoãn, Lâm Cách, Nguyệt Kỵ, Ngũ Ly, Ngũ Quỷ, Phi Ma Sát, Sơn Ngân, Tài Sát, Thiên Cùng, Thiên Hỏa, Thiên Ngục, Tổn Dư Nhật. Ngày này tính theo thập nhị trực sẽ có trực là Trực Định, tính theo nhị thập bát tú sẽ là Sao Thủy. Các công việc nên làm: cầu tài, giao dịch, buôn bán. Bên cạnh đó cũng có các việc không nên làm như tranh chấp, kiện tụng. Hướng xuất hành tốt trong ngày: đi theo hướng đông nam để đón được hỷ thần, và là hướng tây bắc gặp được tài thần. Quý vị thân mến, trên đây là một số thông tin của ngày 14 tháng 4 năm 2021 âm lịch. Ngoài ra, cần chú ý những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Nếu muốn chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tiếp theo chương trình, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi tử vi chi tiết của từng tuổi ngày 14 tháng 4 năm 2021 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp quý âm thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tý trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Vào ngày này có cát tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cần nắm chắc các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Bên cạnh đó, sao hàn chỉ chiếu tới mang lại may mắn về vần đào hoa cho các gia chủ tuổi Tý. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Để gia tăng thêm may mắn, thầy Gia Cát khuyên quý vị hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn. Vật phẩm sẽ giúp chiều cát lành, tài vận, hộ thân, tăng cường sức khỏe cho gia chủ. Thứ hai, tuổi Sửu.
Sửu âm thổ gặp quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Sửu sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại, chia sẻ rõ ràng để cả hai hiểu nhau hơn. Trong ngày này, có phúc tinh, tướng tinh giáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Sửu nên có thể xem xét, tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan đến vấn đề giấy tờ. Đặc biệt, quý vị hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông tốt lành, hỗ trợ kích đào hoa tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Dần dương mộc gặp quý âm thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Dần. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt tới, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Trong ngày Quý Dậu, gia chủ tuổi Dần có các thần kim dư chiếu mệnh, là các tinh, là xe hoa lệ, là phú quý. Chỉ trong ngày này có nhiều tài lộc, quý nhân sẽ đến với những người tuổi Dần. Tuy vậy, nên mềm mại, hòa nhã trong các mối quan hệ để đạt được những thành quả trong công việc. Để được công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của kênh Phong Thủy Lộc Tài. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp quý âm thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Hôm nay, tuổi Mão có 3 các tinh là Văn Xương, Phúc Tinh, Thiên Ất chiếu mệnh. Văn Xương quý nhân là các tinh chủ về việc học hành thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Trong ngày này cũng có phúc tinh giáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Mão nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng sẽ cần cẩn trọng chú ý. Nhất là những việc liên quan đến vấn đề giấy tờ. Để tăng thêm may mắn, quý gia chủ hãy mang bên mình vòng tam hợp quý nhân. Vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp quý âm thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không mong muốn. Sao hàm trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Thìn. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy Kim Bài Thái Tuế để hóa giải thị phi. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp quý âm thủy là thất sát thiên quan. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tỵ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không mong muốn. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp yên bình. Bên cạnh đó, ngày hôm nay có 3 các tinh chiếu mệnh đến gia chủ tuổi Tỵ là tướng tinh Thiên Ất, Thái Cực. Đây đều là những các tinh chủ về tài lộc, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Ngày này sẽ gặp được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, đem lại sự may mắn, sang giàu cho gia chủ. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp quý âm thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Để đường công danh, tài lộc được thuận lợi,
gia chủ tuổi Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy lộc tài. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Ngọ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thần khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mùi sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận, xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Xấu nhất có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Đặc biệt để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí này có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp quý âm thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Thân trong ngày này, cần hết sức cẩn trọng các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người xung quanh mình. Sao Hoàng Trì Chiếu mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Thân. Với những người độc thân, nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Ngày này có hai cát tinh là Thái Cực, Quốc Ấn, đều là những sao tốt đem lại may mắn, tài lộc và những mối quan hệ tốt cho gia chủ tuổi Thân. Trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn của kênh Phong Thủy Lộc Tài để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. Thứ 10, tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp quý âm thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Dậu nên hết sức chú ý và cẩn thận. Ngày này có tướng tinh chiếu mệnh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Cổ ca có viết, tướng tinh văn võ đều hợp, lộng trọng, quyền cao đủ đầy. Mệnh có tướng tinh mà không bị xung phá thì là người hiền đạt, nắm giữ quyền cao chức trọng. Nếu gặp tử, tuyệt, phá thì bất lợi. Vì vậy, trong ngày này nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng sẽ giúp quý vị gặp được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, đem lại sự may mắn và giàu sang. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp quý âm thủy là chính tài, nghĩa là thân bị khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dễ dẫn tới thất nghiệp không đáng có. Năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Tuất sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp quý âm thủy là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Tuy nhiên, ngày này có hung thần Kình Dương chiếu mệnh, chủ về tai họa, thương tật, nên gia chủ tuổi Hợi cần chú ý nghe những lời mời gọi, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Trên đây, kênh Phong Thủy Lộc Tài đã chia sẻ với anh chị về tử vi chi tiết ngày 14 tháng 4 năm 2021 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng với những kiến thức trong chương trình ngày hôm nay, anh chị có thể áp dụng
tránh hung hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Bên cạnh đó, thầy Gia Cát khuyên anh chị hãy nên chọn vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo, pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự được hanh thông tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ. Đặc biệt, vòng minh quang pháp bảo còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý anh chị thân mến, mọi người hãy bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình ở phần bình luận, góp ý để có thể giúp chúng tôi xây dựng chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc mọi người gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!